Chào mọi người nhé. Hôm nay Huy với lại vợ Huy đi câu cá rô đồng giải trí một bữa. Huy đó đang dắt chứng kiến. Xin chào mọi người nha. Rồi. Ăn nữa mọi người, bỏ xuống ăn liền luôn rồi. Ui bự ghê luôn mọi người. Rồi con này 3-4 ngón tay luôn á. Cá đẹp ghê luôn. Ăn nữa nè mọi người. Ủa mập ú luôn á. Ngon lạnh luôn á. Dính nữa. Wow. Rồi cá mập ú không quá. Hai con luôn mọi người ơi. Chỗ nào có cá là xí chỗ đó. Này cho mọi người coi nè, Huy mới câu được chừng có nửa tiếng á, được nhiêu đây cá rô rồi nè, được nửa tiếng hồ cá cũng ấu không đó, mới được có nửa tiếng mà được mười mấy 20 con rồi. Đó đó đó, dính nữa nè. Cá chơi đồng mọi người ơi. Ôi, nguyên con cá chơi đồng luôn. Đã ghê không? Rồi bỏ xuống ăn liền luôn á mọi người. Nữa rồi nè, dính nữa nè. Dính nữa rồi nè. Ôi một nùi cá ở dưới luôn á. Ồ hôm nay đã ghê ta. Đó, mình quy gỡ cá cả nha mọi người. Cá đang ăn nè mọi người.
ăn nữa rồi kìa. Lúng lúng rồi. Dính rồi. Hai con nữa. Rồi lâu vỏ luôn. Rồi. Trời ơi, bỏ xuống ăn liền luôn nè. Nè dính nữa rồi nè, con liền nữa nè. Vừa bỏ xuống rồi nó ăn, vừa bỏ xuống rồi nó ăn liền à. Ở đây là cái ao nè mọi người. Cái ao này là cái ao chứa nước của mấy cái ruộng nè. Ở ngoài này là mấy cái ruộng nè. Đó, mấy cái ruộng này là có nhiều nước và nó dồn vô cái ao này hết. Đây quay cho mọi người cái chỗ cái cống coi nè, đó thấy không? Chỗ cái đường mương bên kia đó. À, có bao nhiêu nước ở ngoài ruộng mà nó dồn vô đó, năm ra mùa này và cá có bao nhiêu cá và nó dồn vô cao này hết nè. Rồi. Ăn nữa rồi kìa mọi người. Dính rồi nè. Cũng được ha mọi người ha. Nãy giờ giật có liên tục như vậy hoài cũng ngon lành lắm. Dính rồi thấy không? Đó. Con cá mập ú không. Trời ơi. Ăn nữa rồi nè, bỏ xuống ăn vậy nè. Chỗ này cá quá trời luôn. Chị đung đưa hoài vậy. Rồi dính rồi, dính rồi. Rồi đem vô gỡ cá nha mọi người. Mọi người, cá hôm nay câu mập 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 quá trời luôn. Nãy được mấy con cá chê đó, nhưng mà để hụt tay xảy hết hai ba con rồi. Cá rô thì nó mập 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 cái này không. Đây, mọi người xem, nó quá trời cá luôn. Hôm nay câu vui thôi, chứ giờ Quy đem Quy thả xuống lại, chứ Quy không có đem về đâu. Thả hết nha mọi người, nhiều lắm. Cá quá trời luôn mọi người thấy không? Đó. Quá trời cá đây, thả cho mọi người coi. Còn nữa. Cá bự 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 không? Mà thả hết. Câu rồi giải trí vui thôi. Nè.
Rồi hết rồi nha mọi người. Rồi bơi đi con. Đây nè, nữa đây nè, còn đây nè. Rồi rồi bơi đi con. Rồi rồi tới đây nữa, bóc cho anh chị. Rồi